lời nó thèm ha, không thèm thì nói với chú. Bạn bạn này nè, thèm gầm thịt thèm không? Thèm. Thèm nhiều không? Nhiều. Ôi nhìn nhìn ăn kìa. Trời ơi. Ăn cám chịu ăn. Nên con không chịu ăn. Mấy chị mới ăn đi. Được. Lâu lắm mà mới ăn được cái nồi thịt kho. Cơm cơm mấy cô mấy chú ở bên Mỹ ơi. Mà không ăn gì ăn hột vịt không à. Đừng có ông tu mấy cô ơi, mấy chú. Chút được rồi bé. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Thì tiếp tục ở lại ngôi nhà của bà cụ là Việt Kiều Campuchia hồi hương. Thì được sự hỗ trợ của anh Dũng và chị Thủy ở bang Houston của Mỹ đã mua một cái bếp ga rất là đẹp như thế này. Ủa gáp chứ chị? Dạ gáp rồi anh. Rồi cái bình ga để đâu rồi? Dưới khoang. Dưới khoang. Đâu coi chừng nó ngập nha chị. Dạ không. Đâu còn dở lên đây. Bảo. Ồ, rồi. Ở đây là đi bảo. Hôm nay thì bất ngờ khi mà xóm Việt Kiều Campuchia lại có một nồi thạch kho. Ngon không chị? Ngon. Kho hộp vịt hả? Dạ. Hộp vịt chi luộc hả? Vịt em luộc. Ủa sao mình không bắt nước lên luộc đi? Dạ luộc rồi anh. Luộc rồi hả? Dạ, ủa sao đứa chưa ngồi gì? Cái này là mình luộc hết luôn hả? Kho hết luôn hả chị? Dạ dạ. Thôi đãi anh Hồ ăn. em ăn nửa nồi thôi. Hát đi kìa. Đi nè chú Hồ. Ừ con. Nhìn ngon quá. Này kho lâu không chị? Kho cũng một trên. Tiếng, hai tiếng đồng hồ á anh Hồ ơi. Chết rồi, đói bụng luôn rồi. Anh chờ một chút đi. Đâu đâu đâu. Cái này gặm sao vậy? Dạ. Đây 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 để chú bật cho. Cái này coi chừng cháy ở đây nha chị. Dạ. Nhớ mình giờ cái này ra. Dạ dạ. Rồi chị để lên đi. Rồi chị bật lên, bật sân trái. Bật gì ha? Dạ. Bật sân phải hay sân trái lại. Em coi nè. Chị phải đẩy vô vậy nha. Vậy thì nó cứng nó không bật ra được. Dạ dạ. Nha. Chị phải đẩy vô vậy. Dạ. Nhận qua. Đẩy gì nhận qua. À đó. Rồi chưa? Cháy chưa? Dạ cháy rồi. Rồi bây giờ chị tắt đi. Chị tắt. Tắt lên. Nhận vô nữa hả? Dạ. Đó vậy là tắt. Dạ. Dạ vậy là tắt là xong rồi đó. Còn dạ. Chị kỹ đi, chị ở dưới nó có một cái quan. Dạ. Chị nấu xong buổi tối á là chị khóa cái quan nó lại. Dạ dạ. À, chị lấy cái nào này xuống đi. À, đẩy này vô đi. Để em dở một cái miếng kia vô. Đây. Đây ở đây nó có một cái quan đây nha chị. Dạ. Cái quan này. Thì khi nấu là chị xả ra vậy nè. Dạ dạ. Ha. Còn khi khóa lại chị dặn cho nó chắc lại. Dạ. Đó, dặn cho nó chắc lại. Chắc dạ. Chắc lại là nó không ra qua ra nha. Dạ, dạ. Rồi nấu thì chị mở ra. Dạ. À rồi. Rồi bây giờ chị nấu đi. Hôm nay thì mình sẽ khai trương cái bếp ga này luôn. Dạ. Cô bác quý anh chị biết không, hôm qua thì mình có chứng kiến là chị làm về rất là cực nhưng mà phải nhúm lửa. Có những khi mà trời mưa là chị phải không có nấu đồ ăn được luôn hả chị? Dạ, nấu củi nó ướt. Củi ướt với trên này nó dột xuống. Dạ, trên này nó dột xuống nè. Nữa chị nấu xong á chị có miếng gì chị chia ở đây lại. Dạ dạ. À. Lửa lên tốt không? Tiện cái là cái bếp này á chị sẽ nấu được hai món, một bên chiên, một bên kho, một bên nấu canh gì đó. Dạ dạ. Em cũng cảm ơn cho mấy cái cô mấy chú cho em ở bếp ga, em cũng rất cảm ơn luôn, rất là mừng, rất là vui luôn. Lần đầu tiên tiếp xúc với bếp ga. Dạ, dạ. Bỡ ngỡ không chị? Bỡ ngỡ. Vui không? Vui. Mai mốt hết nhóm lửa rồi. Dạ. Còn đây là hộp vịt nè. Luộc hôm nay luộc mấy trứng bỏ vô rồi chị? Ok. 2 4 6 8 11 hộp. 11 hộp. Dạ. Nồi thịt kho này mình ăn được nhiêu ngày ta? Em với mẹ ăn cũng lâu quá, cũng 2-3 bữa mới hết đó. Ồ. Có hai mẹ con ăn ít xịu quá. Thằng em đi làm nữa rồi. Đi rồi, anh Thảo đi nữa hả? Là đi rồi. Ủa sao nói ở tuần lễ mà? Tuần lễ giờ cái chị đó chỉ nói thôi, giờ có vô chuyện làm sớm rồi qua bển làm. Ừ.
hôm nay mình thử tay nghề của chị luôn. Thông tin của bác của anh chị hôm qua là ăn 3 miếng thịt, là 4 người ăn mà vẫn còn dư. Dư không phải là gì là thịt nhiều mà ăn, mà tại vì tiết kiệm. Rồi nay đãi khách nữa, hao gạo hao thịt nữa rồi. Có gì đâu anh Hồ, em rất vui luôn á. À? Em rất vui luôn á, anh Hồ giùm được mấy cơm nữa là em rất vui luôn á. Bảo. Dạ. Nói gì với chú Hồ không? Con có biết nói gì đâu. Con biết nói gì. Con cảm ơn chú Hồ, nhờ chú Hồ cho tiền con. Cảm ơn chú Hồ, nhờ chú Hồ cho tiền con mới có quần áo mới bạn. Ngày mai mốt mà nói mẹ là khoe là cho chú Hồ nha, có quần áo mới nha. Dạ. Mai mốt chú Hồ lên lại đó. Dạ. Ừ, rồi. Ôi, hôm nay là một cái bữa cơm thứ hai mà mình ăn với lại cùng cụ với lại chị Trên. Và bữa cơm thứ hai thì này khá là đặc biệt khi mà chị Trên làm một cái món đó là thịt kho hột vịt. Nhưng ở đây là thiếu hành hả chị ha? Dạ, thiếu hành. Thiếu hành. Ồ, chị kho mau á. Chị, nấu củi so với lại nấu bếp ga thì sao? À, bếp ga nó lẹ hơn củi anh Hồ. Dạ. Dạ, củi lâu một chút. Ồ, chị nói nấu mấy tiếng mà. Em tưởng là bếp ga này giống như củi, vậy nó lẹ hơn củi. Lẹ hơn củi hả? Dạ. Có nghĩa là chị muốn lớn thì lớn, muốn nhỏ nhỏ. Dạ. Ồ, rồi chị đâu? Em mới ăn bên kia chị ba nãy. Ôi chị ăn đi, em mới ăn, không ăn nhiều không. Dạ, để kêu mẹ ra kìa. Với cụ hả? Phan ha. Dạ Phan. Rút mấy giờ. Đây nè anh Trào ơi, hôm nay là có thịt kho vịt nè. Đây. Mà chị ướp rất ngon luôn. Quá. Hôm nay thì ghé đây ăn cơm á là chủ yếu là để mà cho nó vui. Má đang sao ấy? Với lại cho chị tập cho chị nấu cái bếp ga. Cái đó phải cậu phải chịu là mới được nghe chị. Cô sợ dạ. Nổ không? Sợ nổ đó. Không có sao đâu, bếp ga nó an toàn lắm. Chị làm như em á. Dạ. Nấu xong thì chị kỹ chị dặn cái quan ở dưới lại. Quan chứ có anh với quan tự động phải dặn nó tự ngắt. Ừ, tự ngắt nhưng mà mình dặn lại nó an toàn hơn. Nó tự ngắt luôn, còn cái quan thường á mình phải dặn nè. Còn quan nó tự ngắt. Em tưởng đâu là 1.4-1.5 triệu nhưng mà có 1.3-1.5 triệu cũng rẻ ha. Mua ở đây dạ. Nữa hả Hồ? Dạ. Mua ở đây hả? Nó dạ. Từ nhỏ tới lớn em không biết cài bếp ga luôn này... Bởi chi là anh Hồ hỏi anh ấy dặn ra sao. Em đâu có biết dặn ra sao đâu. Nhờ anh Trào anh lại anh dặn nãy với anh Hồ đó. Chứ em cũng biết. Nhặn nhẹ vô, có cái khớp nhặn nhẹ vô dạ. Bạc qua. Dạ anh Hồ dặn cái khớp có cả như bỏ luôn. Ăn đi anh, ăn dùm đi. Cụ dùng nè. Trên trên kìa. Cầm đũa đi đúng tôi. Dạ. Chào. Tư dùm đi. Em mới dùm bên nhà chị ba ăn ba cái củ ba lục bình. Tới nữa hả Trào? Nãy đó ăn gì rồi gì cơm chào ơi. Dạ dạ. Cầm đũa hay không? Dạ ăn cụ ăn thử thịt hộp vậy. Thôi. Đi. Coi chị nấu bếp ga nó khác với lại bếp củi không? Khác hơn á anh Hồ. Sao dạ, khác vậy? Lẹ hơn hả? Bị cái này nó lẹ hơn rồi em mới cảnh nhận mới thấy nó lẹ hơn mấy bếp củi em tự nó giờ là ba con tẩy à? Chín rồi đó. Dạ. Nhiều khi củi khô quá vậy nó mau mà con. Nhiều khi củi ướt chèm 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 chèm. Ăn chứ khói đừng có nói tới khói luôn Hồ à. Đây. Ở em nói là bị áp 1-2 tiếng ai vậy này nó lẹ. Em mới biết. Mới biết luôn. Hồi đó giờ mới nấu bếp ga lần đầu tiên. Dạ. Vui không? Vui nào. Cho được bếp ga em vui. Hôm qua là Mười Hồ là phải chú ý với cậu là chị đi chặt lục bình về xong. Dạ, là chị phải nhúm lục củi. Trời ơi thấy khổ. Dạ. Nay có bếp ga rồi chị Năm ơi. Đó chị Chính. Chính rồi. Ờ rồi nó chán luôn. Ăn này nè con. Ông nữa đây lấy miếng khô cá lóc kiến cho anh Hồ giùm. Anh Hậu lấy miếng cá lóc kiến giùm với em ăn. Của ai mà bà mà. Của bà Chính mà. Cá lóc kiến chiên. Rồi. Cá lóc kiến đó gì chiên. Cho em đem về hả? Dạ. Thôi em không lấy đâu. Đi ăn thử. À, con ăn rồi, không biết rồi. Con hoài à? Má lột nhãn luôn. Cái đó là lương khô mà đồ cho mình luôn à. Quăng hả được.
quăng cũng quăng được, đưa cũng quăng được. Quăng còn nghe luôn á. Ừ, quăng đi, chào ơi. Phải có ông chết tao đây nữa rồi đó. Chết rồi tình. Ông chết đâu, ông chết ở nhà hả? Hôm nay là lần thứ hai ăn cục thấp. Đâu biết hả? Ở trên ghe. Chính mày đó, mày có nhà chính mày luôn đó. Cái này là nhà quê mà. Quá trời đẹp, 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 rồi rồi mình học dịch đi. Ăn đây nước ngoài đấy đó nghe chị. Dạ. Cơm mấy chị mới ăn đi. Được. Lâu lắm mà mới ăn được cái nồi thịt kho. Đồng cơm mấy cô mấy chú ở bên Mỹ ơi. Mà không ăn gì ăn học dịch không à. Đừng có ông tu mấy cô ơi, mấy chú. Chút được rồi bé. Ngon quá anh Đào. Ngon chứ. Ngon rồi bây. Tại vì thiếu hành, không có hành. Dạ. Ăn đi đó, xin học dịch. Ừ. Ăn học dịch ăn chín nè. Ăn hộn chứ. Ăn chín xong rồi. Lâu lắm mới ăn được ngon dịch. Bình thường ăn với muối nhiều mà. Ờ à, em. Ôi trời. Đã đó này em ăn em lấy. Đi, vô trong hội con. Con gái. Cần ăn với muối cả. Dạ. Ăn cái muối nữa. Con ớt. Để không ăn ớt nó không ăn ớt thật gạo phải ăn ớt được thì con thích đó nghĩ uống nè anh em ăn gấp cho thì mất cỡ thôi nó bẻ chớt cho chúng à con. Em cảm ơn chị Trinh rất nhiều nha, cảm ơn cụ ăn cơm ngon quá à. Cảm ơn cháu. Dạ ủa con ăn cơm mà. Nói chung cảm là hôm nay có nồi cho gì được no có nồi thịt kho. Chị Dính thịt kho ngon không? Ngon nghĩ ăn à. No rồi sao ăn được. Dạ. Chứng ngữ học dịch hai chén cơm rồi. Mì ăn lẹ kìa. Hà mì ăn ghé vô. Ôi này bé kìa, ăn kìa. Bé ăn lẹ vô. Ừ. Ăn lẹ đi, đậu chú em lại cho ăn đây, không á. Nhà chú Hồ nè, một nồi thịt kho nè. Đi, cái nồi dễ không? Đi, đi, đi ra đi. Sáng mình có chả uống chưa? Uống rồi anh. Sáng đi cẩm mua không có gà. Thôi mua thịt heo khỏi mua gà. Tôi tâm thử ăn đâu bây giờ gà cũng đẹp cũng ngon. Rồi, một lần nữa thì xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý vị. Cảm ơn cụ, cảm ơn chị Trên, cảm ơn các anh, các chị. Cảm ơn cháu sau gặp lại nước ăn. Dạ. Dạ. Đi ăn cơm nước ăn. Dạ. Không sợ hao gạo hả cô? Trời cũng sợ gì con. Mày đang cho tao còn nhiều hơn á. Con giờ tới đây gần hai em chút xíu rồi con. Ôi 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 ôi. Anh em cho lái ăn đây. Chết rồi, đụng nướng mấy đứa nít nữa. Chứ sao lái ăn đi nãy giờ. Dạ rồi sao ăn luôn hả? Cái này nấu chị thấy ngồi canh á. Dạ. Ôi nay ăn với thằng kho là thích hả? Rồi để quay cái cảnh này á. Hồi nay không cho ăn chung luôn. Trời ơi. Đó con vỡ nồi thịt nó mua út mưa. Hồi nãy giờ con không ăn chung với chú luôn, ngại hả? Con sợ bia. Sợ bia la, sợ ai la, chú đâu la đâu. Ui, sằng nước thì con bắt quá. Rồi, ông làm cái kiểu kia con. Hả? Gà, dở cái nồi múc. Cái này không có phải cái nè không? Gà dở cái nồi ra múc hồng vịt ăn. Dở ra múc đi con múc đi Phượng. Ủa nhớ ăn cơm rồi mà. Dạ con ăn cơm rồi em. À. Nhưng mà hồi gặp thịt thèm không con? Hả? Không nói trả lời nói thèm ha, không thèm gì nói với chú. Bạn này nè, thèm, gặp thịt thèm không? Thèm. Thèm nhiều không? Nhiều. Ừ. Ừ. Phượng ăn cơm thêm đi con. Thôi, ăn đi. Rồi. Ăn đi. Nay lâu lâu ăn thịt heo mà. Thôi, bà này chạy vô nữa liền. Cho tao xin chén nha. Đấy, đấy. Con tên gì? Thi. Thi hả? Ngon không đây? Không. À, hôm qua hôm nay mẹ cho ăn cơm cái gì? Bữa qua ăn cơm ký. Hôm qua ăn cơm với gì? Hôm qua ăn cơm với cái kho. À. Lâu không mới được ăn thịt. Lâu. Con hồi đó giờ lâu không mới được ăn thịt. Sao
sao không chú hỏi trả lời lâu không, lâu không mau không được thịt không có trả lời luôn coi kìa chú hỏi lại. Rồi gặp tôi nhỏ cơm nhìn thấy thương đó, ít mua thịt ăn lắm hả chị? Ít lắm anh ơi, khi nào mà mẹ như là mình nói tỷ đi mặn được nhiều vậy đó, mua 2 gram gì anh xào cà cải canh gì cho nó ăn vậy thôi, ít chút kho gì cho nó ăn lắm. Không có cái nồi thịt bự gì. Dạ. Ngon không? Ngon. Mày ăn thịt không? Đó. Mày ăn thịt không? Ờ đi tới. Hồi sớm mình kho hết chưa chị? Dạ, còn ướt lại. Hết luôn á anh. Kho hết luôn á anh. Dạ. Đó anh nha. Chị ông Bảo ăn ngoài sao kìa. Ngon không Bảo? Ngon. À vậy hả? Dạ. Lần đầu tiên con ăn thịt là cách đây lâu chưa? Cũng hơn tháng chú ơi. Hơn tháng hả? Dạ. Ờ hơn tháng con mới ăn thịt lại hả? Dạ. Lúc trước là thịt mẹ làm gì? Lúc đó mẹ mua được tí nấu cá kho. Nấu cá kho? Dạ. Tháng này chưa ăn? Dạ. Vậy hả? Bữa nay chú Hồ đãi cho đó con. Hồi sáng giờ chưa ăn cơm luôn hả Bảo? Con có ăn rồi. Ăn rồi. Dạ. Nhưng mà thấy nồi thịt là kho ngon quá ăn tiếp thì sao? Có chú ơi, ngày ăn 3 cử chú ơi. Ngày ăn 3 cử chú ơi. Ngày ăn 3 cử chú ơi. Ăn quá sao sao gì kho ngon không? Dạ ngon. Thơm căng. Đã không? Ngon không ơi? Ôi nhìn ăn kìa. Trời ơi. Ngon quá. Ngày. Ngon. Ngon quá hả? Thi ha, thi hả thầy? Thi. Ngào cái mùi bốc thịt thôi mấy bạn. Thôi chạy để cho ăn tự nhiên đi. Sao rồi? Phở ngon không? Ngon. Nói bữa Tết mẹ mắm kho còn ngày thường ăn cá. Ăn cá hoặc là ăn với muối. Dạ. Để cho con với cái ngó lục bình. Ngó lục bình. Dạ. Trời ơi trời. Các bé là Việt Kiều, cô bác anh chị gọi là Việt Kiều Campuchia. Nhưng mà hiện nay thì cái tương lai mù mịt à. Ừ, có bé thì được đi học. Ở trong này thì thấy là có Bảo với lại Phường được đi học thôi. Với bà, với Thi nữa. Thi được đi học đúng không con? Dạ. À Thi học lớp mấy đây? Học lớp 3 với chung với anh Bảo. Con nhiêu tuổi? Con 13. 13 tuổi mới lớp 3 à? Con vô trải hơn mấy bạn khác. À con vô trải hơn mấy bạn khác. Hồi nãy con có được nhận lì xì không ta? Không. Ủa? Sao vậy? Không biết. Rồi cũng biết không. Ồ, hồi nãy là có giao cho con, hồi nãy là giao cho ba bạn là bạn này với bạn Bảo. Với bạn Khang. Với bạn Khang. À. Nói anh nó chưa có. Con cũng học lớp 3, còn có mình con là chưa có đó hả? Với anh con. Ủa sao sớm mình 5 bạn nữa hả? Dạ. Ờ. Với bạn này nữa. Bạn này có đi học không? Không. Không, nó ăn nữa không, tôi múc vào. Múc múc cơm trong ăn. Ăn múc ăn đi con. Anh chở ra mấy cái nồi cơm múc. Còn không, có cơm còn ăn đi. Hết rồi, cơm đã rồi. Là bạn này đi học nè. Bạn này đi học, con đi học. Dạ, anh con cũng đi học nữa. Anh con lớp mấy? Anh con lớp 4. Anh con nào? Anh con trước con. Ờ. Vậy là sao chú lên chú bổ sung thêm. Anh con đâu? Con cũng được đi học đó hả? Là con là con của mẹ. Con có nhà trên này phải không? Dạ, nhà cô chính đó hả? À vậy là hai bạn này nhà ở đằng kia. À vậy là hai bạn này là nhà ở đằng kia cô bác quý anh chị. Vậy là đúng rồi, mình nói đúng rồi. Các bạn ở đây thì đi học ở đây ba bạn rồi, kia hai bạn nữa năm bạn. Dạ, ngon lắm.
ăn khôn hết thêm thôi. Ủa sao con không ăn đi? Hết cơm rồi. Hết cơm rồi. Nãy chịu ăn. Nè hả? Vậy con nói vậy? Hả? Con nói sao? Hồi nãy thì sao? Nói nãy không chịu ăn. Mấy tuổi rồi? Con 4 tuổi. Con 4 tuổi. Mấy tuổi? 4 3 tuổi. 3 tuổi. Con nói anh sao? Hồi nãy thì sao? Anh không chịu ăn. Nên con không chịu ăn. À. Vừa tiếp cửa chén cho ta. Ừ. Cô bác bên chị thấy khi mà các đứa trẻ mà nó ăn mà đủ chất á thì bình thường gặp thịt này nó rất là ngán, nhưng mà đối với các bé ở đây nè, rất là nhỏ ở đây nè, thì hàng ngày thì ăn cơm chủ yếu là với lại muối tiêu, rồi ngày ngon hơn thì sẽ có những cái thịt, rồi sẽ có cá do ba mẹ đi làm người ta cho. Hôm nay thì có thịt thì các bé ăn rất là ngon miệng luôn. Ê, Thi, ngon không? Ngon. Vậy hả? Ăn gì hoài chịu không? Chịu. Phận? Dạ, ngon. Ngon hả? Ăn gì hoài chịu không con? Chịu. Con ngon không? Ngon. Ôi, nhìn nó ngồi kìa, trời ơi trời. Thôi, chắc có lẽ là video clip mình ở đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở clip sau nha. Đây, đây.